Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cách sao chép một chương trình của robot Fanuc. Lúc trước mình có làm video sao chép về các điểm trong một chương trình của robot. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn theo ý kiến của anh em là hướng dẫn về sao chép một chương trình. Sao chép một chương trình mới ra luôn. Đây, đây là dòng Fanuc. R2000IA 165F. Đó. Xưởng mình có rất là nhiều. Ok. Rồi. Rồi đây là phần bảng điều khiển. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu mở chương trình lên. Đây là bảng điều khiển tiếng Nhật. Nút mở chương trình này. Đấy. Rồi đây là tất cả các chương trình mà mình đã tạo. Rồi giờ mình sẽ lấy ví dụ mình sẽ cần sao chép một chương trình chạy 1 đây sang một chương trình chạy 2 thì mình sẽ làm như thế nào. Rồi ok, mình sẽ tiến hành bấm vào nút F dấu mũi tên. Nó sẽ hiển thị ra copy digital log cell 3. Thì anh em cứ sẽ chọn vào copy, nhấn vào F1. Đó, tương ứng. Thì nó sẽ tương ứng từng F1 đến F5. Nó sẽ có 5 phần cho mình. Rồi mình sẽ chọn F1 copy. Rồi đó, mình sẽ chuyển từ chạy 1 sang chạy 2 nha. Đây, mình sẽ chuyển sang đó, chữ in ho này, F1 tới F5 nha. Rồi mình chuyển sang chạy 2 C H A Y dài số 2 nha. Số thì mình sẽ bấm dưới này nha, số 2 đây. Ok. Rồi. Xong rồi thì chúng ta sẽ ok. Đó. Nó bảo là bạn có muốn copy không kìa. Đó, ok, yes. Đó, sẽ là một chương trình chạy 2. Thì chưa mình vào thử chương trình chạy số 1 nha. Đó, gồm có chương trình và các hai lệnh đó. Rồi, chương trình số 2 thì cũng vẫn giống vậy thôi. Chạy 2, enter. Đó, ok chưa? Video trước thì mình có làm về copy từng điểm. Thì cái này thì vẫn tương tự thôi. Đó. Chọn vào copy delete này. Rồi. Giờ mình muốn xóa cái chương trình ở đây nha. Sẽ hướng dẫn về xóa chương trình chạy 2 đi. Đó, giờ xóa thì cũng giống vậy thôi. Đầu tiên xóa. Đây mình sẽ mở lại từ đầu. Rồi, mình nút phím này. Rồi đó, chạy 2. Thì của mình nó sẽ không ra. À, xóa cái này, xóa thì nó có phần delete F3 này luôn. Này F3 này. Delete rồi xóa, yes. Rồi mất chương trình chạy 2. Đó, rất là đơn giản, ok. Anh em có thắc mắc thì cứ comment vào dưới YouTube của mình, rồi mình sẽ làm video hướng dẫn thêm. Ok, cảm ơn anh em, nếu thấy hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh. Ok.